Vâng, mai xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của Anphat Computer. Nếu như các bạn có để ý thì mỗi khi mà Nvidia hay là Intel họ cho ra mắt những cái sản phẩm mới, ví dụ như VGA hay là chipset, thì MSI họ là một trong những cái nhà sản xuất đầu tiên áp dụng những cái sản phẩm mới đó ở trên những chiếc laptop của họ. Và điển hình như mình đang có đây đó chính là chiếc MSI GF63 9RC. Nó được sử dụng một trong những cái vi xử lý mới nhất của Intel ở thời điểm hiện tại, đó chính là con i5-9300H. Vậy thì với việc nó được trang bị con i5-9300H thì cái hiệu năng của nó sẽ khác biệt gì so với lại cái phiên bản MSI GF63 8RC phiên bản năm ngoái, thì anh em hãy cùng mình tìm hiểu cũng như khám phá chiếc laptop này ở trong cái video ngày hôm nay. Trước khi mà đi vào phần hiệu năng thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một chút về cái mặt thiết kế ở trên chiếc GF63 9RC này nhé. Đầu tiên đó chính là về cái mức giá thì nó sẽ rơi vào khoảng là 20 triệu. Vậy nên thì chất liệu hoàn thiện của chiếc laptop này thì nó sẽ chỉ chủ yếu được làm bằng chất liệu nhựa, pha kèm với đó chính là những cái tông màu chủ đạo của MSI là đỏ và đen. Và ngoài ra thì nhà sản xuất này họ còn trang trí thêm cho cái vẻ bề ngoài của chiếc laptop này, đó chính là những cái họa tiết hoa vân sức phay để trở nên sang trọng và cũng như là đẹp mắt hơn một chút. Lật xuống phần mặt đáy thì đây là một trong những cái điểm làm mình ấn tượng nhất, mặc dù thì mình biết là cái phần mặt đáy này thì sẽ có rất là ít người quan tâm cũng như chẳng ai để ý tới nó. Thế nhưng mà MSI họ làm khá là đẹp khi mà trang bị cho nó những cái họa tiết hoa văn cực kỳ góc cạnh, kèm theo đó là những cái hệ thống tản nhiệt và những cái chân phít cao su nó được độn lên cao để giúp cho chiếc laptop của chúng ta nó có một cái luồng khí đi vào tốt hơn, đem đến cái hiệu quả tản nhiệt tốt hơn rất là nhiều so với lại những cái chiếc laptop thông thường. Lật vào phía mặt trong của chiếc MSI GF63 thì nó sẽ được trang bị một chiếc bàn phím với layout là TKL. Về cái cảm giác gõ thì nó ở mức gọi là tạm chấp nhận được, nó không bị quá nông hay là cũng không bị quá sâu như là những chiếc laptop ở trong cái phân khúc này. Và thêm vào đó thì MSI họ còn tích hợp thêm một cái đèn nền màu đỏ, nó không bị quá chói, ở mức gọi là vừa phải. Và tuy nhiên thì nó không được trang bị cái led RGB quá là loẹt loẹt, nhưng mà về cái cảm giác trải nghiệm thì nó đã được nâng lên khá là nhiều so với lại những chiếc laptop nó không được cái trang bị cái led này. Đối với phần touchpad thì mình có xem cũng như đọc những cái review trên mạng thì thấy bị mọi người chê khá là nhiều. Cá nhân mình sử dụng thì mình cảm thấy nó khá là tốt, hỗ trợ di đa điểm và đặc biệt thì nó đem đến chúng ta một cái cảm giác di cũng khá là chính xác. Tuy nhiên thì về cái chất lượng hoàn thiện của chiếc touchpad này theo mình đánh giá chưa cao, và đặc biệt thì trong quá trình khi mà sử dụng, đặc biệt là khi mà nhấn xuống phần touchpad này thì nó phát ra một cái âm thanh kêu khá là to, nó kêu như kiểu nó chính là tạch tạch một phát. Tuy nhiên thì về bản chất vì nó là một chiếc laptop gaming, vậy nên thì cái việc mà các bạn trang bị cho nó một con chuột rời gắn ngoài là một trong những cái điều không thể thiếu được. Và đặc biệt hơn nữa, khi mà anh em mua chiếc MSI GF63 tại Anphat Computer thì các bạn sẽ được tặng thêm một con chuột rời nữa. Và cụ thể hơn về cái phần quà này thì mình sẽ nói rõ hơn cũng như chi tiết hơn ở phần cuối video. Như mình đã nói ở phần đầu video thì đây là một chiếc laptop gaming giá rẻ, vậy nên thì cái chất liệu hoàn thiện của nó chủ yếu được làm bằng nhựa, vậy nên phần khung viền của bàn phím cũng như là phần kê tay thì nó cũng được hoàn thiện bằng chất liệu nhựa luôn. Vậy nên thì trong quá trình khi mà sử dụng thì cái hiện tượng bám lại mồ hôi cũng như là dấu vân tay, đặc biệt đó chính là cái hiện tượng bám bẩn, nó là một trong những điều không thể tránh khỏi được ở trên chiếc laptop này. Vậy nên mình khuyên các bạn, nếu như trong quá trình sử dụng cũng như là mua chiếc laptop này rồi thì các bạn hãy thường xuyên lau chùi để cho chiếc laptop của các bạn có một cái ngoại hình cũng như một cái vẻ đẹp mới nhất có thể, và đặc biệt đó chính là nó sẽ tránh được cái hiện tượng để lại mồ hôi cũng như là dấu vân tay. Về phần màn hình thì các bạn sẽ có một chiếc màn hình với kích thước là 15.6 inch, độ phân giải Full HD, sử dụng tấm nền là IPS và tần số quét là 60Hz. Ngoài ra thì về cái khả năng tái tạo màu sắc thì nó sẽ cover lại 45% giải màu NTSC. Vậy nên thì cái nhu cầu cũng như cái khả năng sử dụng tốt nhất của chiếc laptop này nó sẽ phục vụ với cái nhu cầu đó là chơi game cũng như là làm đồ họa ở mức cơ bản. Một trong những thứ mà mình cũng cực kỳ thích ở trên chiếc MSI GF63 có thể kể đến đó là về cái phần viền màn hình. Phải nói là ở trong cái phân khúc mức giá 20 triệu thì có rất là ít những chiếc laptop gaming nó có hai cái phần viền cạnh trái cũng như là phần viền cạnh phải mỏng như thế này. Đối với chất lượng âm thanh ở trên hai loa của MSI GF63 nó cũng khá là tốt, nó tái tạo chi tiết lại khoảng 70%. Vậy nên thì đối với những cái tác vụ ví dụ như nghe nhạc hay là xem phim và đặc biệt đó chính là chơi những cái tựa game đòi hỏi chất lượng âm thanh với chi tiết không quá cao thì MSI GF63 nó hoàn toàn có thể đáp ứng tốt được cái điều này. Về cầu kết nối thì nếu như bạn là một trong những người thường xuyên copy ảnh, copy video như chúng mình thì các bạn sẽ không được thích chiếc laptop này cho lắm, bởi vì nó sẽ không được trang bị cái cổng micro SD. Vậy nên thì việc anh em đem theo một cái ổ đầu đọc thẻ rời nó sẽ là một trong những điều không thể tránh khỏi được. Còn về những cái cổng kết nối khác thì ở cạnh trái các bạn sẽ có là một cổng USB Type-A 3.1, tiếp đến là một cổng áp nguồn. Còn ở bên cạnh phải anh em sẽ có thêm đó chính là hai cổng USB Type-A nữa. Cùng với đó là chúng ta sẽ có là hai cổng audio in và out. Nó sẽ được bọc vàng đem đến một cái chất lượng truyền tải âm thanh mà nó là cực kỳ ấn tượng. Tiếp theo nữa thì anh em sẽ có một cái cổng mạng LAN. Cổng kết nối cuối cùng mà mình tìm thấy được ở trên chiếc MSI GF63 này đó chính là một cổng HDMI, và giúp cho các bạn có thể kết nối cũng như truyền tải được cái hình ảnh qua máy chiếu cũng như một số những cái thiết bị ngoại vi và màn hình khác.
Với pin pin có dung lượng 51Ah thì đối với những cái tác vụ hàng ngày, ví dụ như là soạn thảo văn bản, lướt web hay là xem video YouTube, thì nó vẫn có thể kéo dài được từ khoảng 3 tiếng rưỡi tới 4 tiếng. Còn về cái khả năng chơi game cũng như thời lượng on screen khi mà chơi game thì anh em cũng đã biết, đó chính là với những chiếc laptop gaming thì các bạn phải cần nên cắm sạc để có thể cung cấp được đủ điện năng và hiệu năng ở chiếc laptop của chúng ta. Vậy nên thì mình sẽ không nói về cái vấn đề này nữa. Về phần cấu hình thì nó sẽ được mang cho mình cái pin xử lý mới nhất của Intel mang cái tên là i5-9300H với 4 lõi và 8 luồng, xung nhiệt ở mức cơ bản là 2.4 và boost lên tối đa là 4.1GHz. Ngoài ra thì về dung lượng RAM thì các bạn sẽ có 8GB và ngoài ra thì các bạn sẽ còn được trang bị thêm một chiếc SSD NVMe với dung lượng là 256GB với một cái tốc độ truy xuất dữ liệu phải nói là cực kỳ nhanh. Ngoài ra thì card đồ họa đang được sử dụng ở trên chiếc laptop này là card đồ họa Nvidia GeForce GTX 1050 với 4GB VRAM. Với cấu hình này thì mình có thử test qua những cái tựa game cũng như là những cái phần mềm benchmark khá là nổi tiếng cũng như là hot ở thời điểm hiện tại. Và để tổng kết lại về chiếc MSI GF63 ở trong phân khúc và mức giá là 20 triệu đồng như thế này, theo mình thấy nó là một trong những sự lựa chọn phải nói là cũng khá là hợp lý khi mà nó đem đến cho chúng ta một cái thiết kế khá là đẹp và hầm hố cũng như đậm chất game thủ. Và ngoài ra thì về phần cấu hình, nó được trang bị những cái vi xử lý mới nhất của Intel. Và với GTX 1050 thì mặc dù nó là một chiếc card đồ họa được ra mắt khá là lâu rồi, nhưng mà những cái tựa game ở thời điểm hiện tại thì nó vẫn có thể chơi tốt với mức thiết lập phù hợp là được. Và đặc biệt hơn nữa, khi mà anh em mua chiếc laptop này thì anh em sẽ được tặng thêm một cái phần quà cũng như có giá trị lên tới tận là 1.500.000 đồng. Ở trong đó nó sẽ bao gồm là một chiếc bàn phím cơ IRA EK387, thì mình đã có một cái video nó nằm ở trong top 3 chiếc bàn phím cơ chơi game tốt nhất ở Alpha Computer. Và ngoài ra nữa thì các bạn sẽ được tặng thêm một chiếc ba lô MSI này, một chiếc đế tản nhiệt cho laptop có trị giá là 179.000 đồng. Và ngoài ra thì hai phần quà nữa là một bộ vệ sinh và một cái pad chuột của Razer, với tổng giá trị của những cái phần quà này lên tới là 1.500.000 đồng. Tức là chiếc laptop này xét ra về giá thì nó sẽ chỉ còn khoảng là 19 triệu đồng mà thôi. Vậy nên thì nếu như anh em có lựa chọn chiếc laptop này hay không thì đừng quên để lại ý kiến comment ngay bên dưới phần bình luận cho chúng mình cũng như các bạn xem video này biết. Còn video của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn xem video cảm thấy hữu ích đừng quên ấn like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Alpha Computer. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video kế tiếp.